này sao quắc vậy? Đẹp mà, mua cho tôi. Con này tên là Labubua. Mua gì mua, có tiền đâu mà mua. Mua đi mà, ông có tiền mà. Mua mấy con này nó có làm gì được đâu. Mua gì không mua, mua đồ ăn ăn rồi thương hơn. Mua con này nữa. Ê, nhưng mà con này dễ thương mà, mua cho tôi đây. Trời ơi, nhìn nó có dễ thương gì đâu. Nó tự nhiên cái lông thì màu nâu. Cái lỗ tai thì không có nhỏ. Con nhỏ con khủng long, con ăn khủng long. Ông hỏi mấy bạn đi, mấy bạn còn kêu là mua cho tôi kìa. Không có mấy bạn đồ kêu quá đó. Không có mua gì hết, đi về đây, chỗ tôi đang chơi game rồi. Ê, Thấy ha, mua cho tôi đi mà. Cha bu, không mua, không có tiền. Cha bu là bu, Thấy ha, mua cho tôi đi mà. Ông thiệt sự là không mua đúng không? Đúng vậy, không có tiền, tiền đâu mà mua. Mua mấy đồ vô bổ mà mua đồ ăn ăn sướng hơn á. Tôi thấy ông có tiền để dành, ông đừng có xạo. Tiền để dành là công sức để dành của tôi để tôi mua những thứ khác, chứ không phải mua la bu bu cho bà đâu. Bà tự để dành mà mua đi. Nhưng mà tiền để dành là tiền để dành chung mà. Tiền để dành chung vậy, tiền để dành chung rồi để làm mục đích chung, chứ ai để mua la bu bu cho bà. Ông sẽ hối hận quá vậy chưa? Không bao giờ là hối hận. Mua không mua la bu là một ý kiến không tồi đâu, nên là không có gì là hối hận. Ai 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 giờ dùng cái nãy nay làm gì? Đem về nè. Ông đem về để nhà luôn á. Trời đất ơi. Đốt luôn nha. Đi về nhà luôn các bạn ơi, bội quá trời bực bội luôn à. Kêu mua cho có con la bu bu thôi, tôi không chịu nữa. Kêu kịp, đồ kêu kịp các bạn à. Mình đã nghĩ ra một điều rất là hay ho rồi. Đã không mua cho tôi rồi thì ông chết chắc rồi nha. Tôi sẽ cho nó. Được rồi, được rồi. Bây giờ thì mình sẽ tô nè. Tô cho nó đậm lên nè. Cho nó đậm lên nè. Đúng rồi, đúng rồi. Phải như vậy chứ. Bây giờ thì phải vẽ thêm một xíu cái giày mình này, trình đáng thương hơn tặng này ra. Được rồi. Máu mũi nè mọi người. Đó, phải như vậy nè. Các bạn nhìn xem. Trời ơi, tôi làm của mắt của tôi. Trời ơi, công nhận nó thật thiệt nha mấy bạn. Nó là bầm tím, là bầm tím luôn nè. Trời ơi, các bạn có nghĩ tôi làm cái trò gì không? Bây giờ thì tôi vẽ đi qua làng đi ra Âu. Còn các bạn sẽ biết tôi làm cái gì liền. Rồi nó luôn, rồi nó lo, rồi nó lo, rồi nó lo, rồi nó lo. Ây da, ây da. Có đi mày giết nó. Cái này đang bắn nè, đặt đi. Trời ơi, đúng rồi. Mày bấm 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 bấm. Mày nè. Giết nó nhanh lên. Tụi nó đang làm gì ta? Bắn. Trời ơi, hôm nay hai đứa tụi nó dọn chứ nó chưa đi ra ngoài đây luôn kìa mấy bạn ơi. A đù. Cứu tao mày ơi, cứu tao. Dữ thiệt chứ. Mình giả vờ nói với tụi nó là mình bị y ha đánh bằng con mắt và chảy máu mũi. Rồi quất đi. Rồi Mày nè. Ây da, cho đánh tôi. Thì cũng bị làm phiền, dọn ra ngoài đường cũng bị làm phiền đó. Mệt quá, bà tin là con mắt của bà bị bên kia luôn không? Cái gì? Thôi, hồi xin rồi, vô. Chờ tiếp, mệt quá. Trời ơi, giúp mình ra cho bà đây. Ê, ra đi. Trời ơi, nó, đập nó. Hay là mày nó quan tâm đến mình bị luôn cũng được rồi. Các bạn ơi, chuyện nói thật. Hi ha, Flammy ơi, hi ha, Flammy à. Có nhà không vậy? Ai kêu vậy? Tôi nè. Trời ơi, làm gì bị thấm đầu, tím con mắt không vậy bà nào ơi? Đau. Lại đi quậy ha, một H4 mà bị nó đấm đúng không? Không có, H4 ai đấm vậy chơi kỳ cục chợ mà thôi. Ê, từ giờ nhà vào nhà đi, nhà vào nhà nhanh lên. Ông vậy sao vậy? Tụi giờ quan tâm mình mấy bạn ơi, ơi nha, vừa là mấy quan tâm mình mấy bạn thấy không? Những người mà bị bầm tím con mắt này á là phải kiểu như gọi là tránh gió để cho nó bớt sưng hay là nó bớt bị nhiễm trùng. Thù rồi ơi, nha vừa là mẹ, trời con những tin ý quá mấy bạn, cũng là con trai trời ơi, người đàn ông của gia đình rồi. Để tôi giúp cho hết cái bầm tím này nha, chịu không? Ủa có cách luôn hả? Ông có cách giúp tôi hết bầm tím này? Trời, cách là một bụng. Mẹ sẽ giúp cho chúng ta. Bà, ông biết ai đánh tôi không? Ông biết ai đánh tôi không? Ông an tâm mày đi. Cãi ngay trời. Người đánh tôi là Hi Ha. Đâu? Hi Ha nào? Ủa nhầm thường đó chứ Hi Ha nào? À, cái thằng Hi Ha bình thường á chứ. Vậy sao nó đánh bà được? Thiệt mà. Đó là chuyên gia bảo vệ bà mà sao nó đánh được vậy? Vô lý vậy? Ơi, tôi nói thiệt mà. Tính tôi đây. Trời ơi, không lẽ tôi tự đánh bà bắt tôi và tôi qua tôi nói với ông. Tôi tin ông, tôi mới kể cho ông nghe. Tôi buồn quá. Thiệt luôn á. Nghe đó hiền quéo mà sao nó lại hung dữ
gì được, thiệt luôn. Tôi tới thiệt 100% á, tin tôi đây. Thôi bây giờ tôi xử nó cho bây giờ, tạm thời là để tôi. Ok, nhớ xử nha. Được rồi mấy bạn, một người xử rồi nè, có được một người rồi. Nhưng mà từ từ, để tôi trị cho bà trước đã nha. Ok, ông chị đây, ông chị đây. Trời ơi, quan tâm mình quá mấy bạn ơi, mà giết mình bị sao ai. Chị vậy cho nó, sao nó không bắt tôi vậy. Để tôi trị cho. Tao đang giúp Jimmy cho Jimmy bị tan máu bầm ngay mắt kìa, mày thấy hả? Vậy tan máu bầm ai mà làm bằng cách phun lửa vô mặt vậy mày, khổ. Ủa chứ sao? Lửa nóng sẽ làm tan máu bầm ra chứ. Máu bầm là mắt bị đông lại xong rồi nó bị máu độc, máu dơ mà. Trời ơi con mắt mày, tao lao mới lao. Mày làm vậy còn ai tao lao nữa, mày thấy ba. Trời ơi giúp vậy mà còn bị chửi nữa, mệt thì chứ đúng là làm ơn mắt quán mà. Trời ơi dập lửa của tôi đi Jimmy, tí cháy làng chết luôn á. Trời ơi tôi tin nhầm người á mấy bạn. Trời ơi nói bà bị bầm tím. Bầm tím gì vậy? Trời ơi con mắt của tôi, trời ơi đau quá. Trời ơi còn xích máu mũi nữa hả? Nó là thằng đánh bà đúng không? Được rồi đi qua đây. Tôi xử nó đi. Không phải người đánh tôi là Hi Ha. Buồn quá. Người đánh bà là Hi Ha sao? Đúng rồi là Hi Ha đánh. Hi Ha đánh bà bầm tím xịt máu mũi thiệt không? Thằng đó là thấy bảo vệ bà lắm mà sao nó lại đánh ra? Bà có làm gì nó không vậy? Đó tôi đợi em la bu bu á, xong rồi không chịu bu cái đánh tôi. Ui cha, chuyện này này thật sự là tôi cũng muốn bảo vệ những người trong làng Hi Ha lắm, nhưng mà chuyện này là chuyện gia đình của bà rồi, tôi xen vô thì kỳ lắm, không muốn xen vô chuyện gia đình của người khác đâu. Ơi, ông giúp tôi à, ông xử Hi Ha đi chứ, Hi Ha đánh tôi bằng con mắt luôn nè. Được rồi, để tôi xử nó cho. Nhưng mà tạm thời bây giờ về nhà của tôi đi, tôi giúp cho bà lăn hột gà vô con mắt ra. Đù, đi. Trời ơi đúng là người tốt. Đi theo tôi qua nhà của tôi. Nhanh lên. Trời ơi thằng đó hôm nay làm gì mạnh tay dữ vậy trời. Nói chuyện với nó thử coi. Làm vậy là không có đúng đó. Đi nào hết à. Cười con trai gì làm vậy, ông đúng đúng các bạn. Rồi qua kia ngồi đi cho tôi luộc hột gà cái đã. Chết với tôi nha. Trời ơi ông sẽ biết tay. Trời ơi xong rồi hả. Trời ơi lấy cái trứng gà kìa. Đây để tôi thoa vô con mắt của bà. Được rồi. Nóng không? Đây để tôi sơ đứng ra đây rồi. Trời dán xịu, dán chịu xíu nha trời ơi. Trời ơi nè. Rồi để tôi thoa vô. Xoay. Trời ơi. Ấm vô mắt trời quá trời ơi. Trời ơi ấm vô mắt quá mấy bạn ơi. Rồi tôi nghĩ ổn rồi đó. Lặn quãi giờ cũng không, con mắt cũng không hết tím vậy trời. Trời ơi, cái này là chắc là vết thương mới á, nên là nó còn bầm đậm sâu á. Bầm đậm sâu? Really? Làm gì có chuyện vậy được trời. Vô lý. Cẩn thận nha. Gì vậy? Sao mà như vậy được? Vậy vậy? Con mắt này sao nó sưng lạ lạ vậy ta? Trời ơi, có gì đâu lạ. Tôi đây nha. Ủa, đi đâu rồi? Cảm ơn ông nhiều nha. Được rồi. Tôi đây nha. Nó gặp Hi Ha vô sự giùm tôi. Tôi giúp cho. Các bạn ơi, trời ơi sếp bị lộ rồi mọi người ơi, là mọi người trời ơi, bây giờ là ai sẽ là người tiếp theo đây coi. Người tiếp theo sẽ là cục đá mấy bạn ơi. Wow. Mình cũng nghĩ được cái kết thì mình qua gặp cục đá rồi mọi người. Nó sẽ nói mình vừa đi qua giả bỏ bốn thôi mấy bạn ơi. Nhà của cục đá. Ù, với gặp hai thằng này nè. Này em đi câu ca về cho ma nấu canh cả người. Gì vậy? Đau quá. Ai khóc vậy? Ôi, giúp mi kìa mày. Đau quá, đau quá. Có gì đây? Make up kiểu mới hả? Hay sao đánh con mắt tím mà sao đánh con bên vậy? Trời ơi, cái con mắt người ta bầm như vậy mà nó kêu tôi là make up kiểu mới. Quá đời heo. Trời ơi, Jimmy thấy tao đẹp trai quá mà nó xịt cái máu mũi luôn kìa mày ơi. Gì vậy? Không quá, vậy? Ông đẹp trai nào mà tôi xịt máu mũi? Chứ sao tự nhiên mặt mày nhỏ rồi hả? Tôi bị đánh mà. Ủa, bị đánh hả? Sao lại bị đánh? Tại vì tôi đợi mua la bu bu mà tôi không được mua, xong rồi tôi còn bị đánh nữa. Đó, vừa lắm. Tối trời. Bỏng mà còn kêu vừa nữa. Jimmy nè, tối ngày mua đồ đòi hỏi đánh cho là đúng rồi. Trời ơi, bởi vậy mình có tiền mà tự mua đi. Trời ơi, đòi hỏi là nó đấm cho vỡ mồm luôn. Biết ai đấm tôi không mà nói vậy? Ai đấm? Ai kỳ cục vậy? Hi Ha, xử giùm tôi đây. Ai người nói gì vậy? Ai người là bạn tôi? Ai người không thương tôi hả? Ủa, sao Hi Ha lại đấm? Đúng rồi, Hi Ha bao giờ làm những chuyện tàn độc như vậy? Bây giờ đã làm rồi đó. Ai người không giúp đỡ tôi á? Trời. Sao mà thằng đó làm vậy kỳ cục dữ vậy trời? Nói đi, tôi quăng đấm vô con mắt lại cho. Hi Ha là sao làm vậy? La bu bu cho tôi. Sao Hi Ha nói tôi á là tối ngày đòi la bu bu, la bu bu, la
bu bu. Quay đồ quen phí. Trời sao mà đắm vô con mắt tôi nó. Tôi là không có đòi nữa. Trời vậy luôn á. Trời đắm luôn á hả? Đúng rồi. Trời ơi đau lắm luôn á. Sao mà tôi khóc hù luôn. Trời tội nghiệp vậy. Được rồi, chuyện đó cứ để hai thằng tôi cho. Hai thằng tôi đắm vô cái mặt nó lại. Ok, gặp là nhớ đắm nha. Trời ơi, tôi cảm ơn hai người em okay, luôn. Ok, đợi nó qua đây đi. Tôi đắm vô cái bạn mã liền. Đúng okay, rồi, tôi cũng okay. Đắm vô cái mã luôn. Qua qua mấy chủ làng đi. Đuổi cổ okay. Nó ra khỏi làng đi. Chủ phu vậy đâu được. Yeah. Đúng rồi. Chết ông dội ra ở lại ra vừa đông. Không bố la bông bông cho tôi hả? Ê, ác bơ ác bơ rồi. Mình phải khóc, mình phải khóc. Quên. Ác bơ ác bơ rồi. Ác bơ ác bơ rồi. Bị đánh gì vậy? Kiếm nghi hả? Kiếm tao làm gì mày? Tôi nghĩ ông lấy lên công bằng giúp tôi được. Ông là giúp người tốt mà. Mà mày có tốt đâu. Tôi tốt mà. Ông là người giúp người trong làng. Tôi cũng là người hơ trong làng. Thì ông giúp tôi chứ. Hơ trong làng gì? Nhưng mà coi sao? Nói đây, ai đánh? Thì Hà đánh. Cái gì? Thiệt mà. Thì Hà. Thì Hà đánh mày. Đúng. Ghê lý. Bỏ vô chùa. Chùa. Thằng đó mà đánh mày. Chết. Thằng đó mà nó đánh mày chắc là mày cũng làm cái gì đó để thằng đó nó mới đánh á. Không có chứ chắc chắn 100% không thể nào mà thằng đó khơi khơi mà nó đi đánh người gì đâu. Mà đặc biệt là đánh mày nữa. Trời ơi tao hiểu nghi an hơn mày á. Không tin tôi hả? Buồn vậy chứ. Tôi không có làm gì đâu. Tôi chỉ đợi mua cái la bù bù thôi à. Trời ơi, công sức người ta làm cực khổ tối ngày đòi mua đánh cho là đúng rồi. Trời ơi, tôi đòi mua thôi mà cũng bị đánh nữa. Vậy mà còn không binh sao? Binh gì binh? Giờ muốn binh là binh gì? Sửa da lại đi. Đấm vô mặt cái da lại giùm tôi đi. Giờ ông lẽ qua đấm vô mặt nó thiệt luôn hả? Chứ sao? Thiệt luôn. Thiệt, ổng nói á, gặp bây giờ. Chuyện gia đình của bay tự giải quyết rồi. Tao không dính líu đâu. Bao nhiêu hồi đó giờ tôi cũng tốt bụng với ông quá trời tốt luôn mà. Ông không giúp đỡ tôi khi giờ gặp hoạn nạn luôn sao? Trời ơi, nó tốt ghê. Trời ơi, bà nội ơi, nó tốt ghê. Chưa thấy nó tốt với mình bao giờ luôn á. Hôm bữa mình đang đứng rồi nó bay qua nó bắt cho đầu mình xong rồi nó chạy mà nó kêu. Mày ơi, mày nói là mày không biết ngượng hả vậy mày? Buồn quá không ai giúp tôi hết đi cha. Mình đặt đáng thương, mình đặt tội nghiệp, không ai thương mình nữa. Thương con khỉ khổ vậy, mày quậy muốn chết ai mà thương được. Lũ tay cày. Trời ơi con bị chửi nữa, bị đánh và bị chửi. Trời con bị chửi tiếp nữa. Trời ơi buồn quá, mình tin tưởng ác bỏ ác bốn. Mình tưởng ác bỏ ác bốn tin mình nhưng ác bỏ muốn không binh mình. Vậy giờ muốn gì? Tôi vậy luôn mà nó còn chưa chịu nữa. Xử ơi hai giùm tôi đi. Tự sao? Chẳng hạn như ra qua làng hãy nói với nhà là tao hợp cứ giống như mày. Vậy thôi đúng không? Ừ, được á, câu đó được á, nói câu đó cũng được á. Mà la bu bu là cái quần gì chứ? La bu bu là con hở có bông á, dễ thương lắm. Trời đó bao nhiêu tiền tao cho mày mua cho mày ơi. Cái gì? Ok. Bao nhiêu? Không biết nữa, chắc là mấy triệu á. Rồi đợi xíu. Không có thằng nào giúp đỡ luôn các bạn ơi. Tụi nó còn hồ hay thằng ấy nha. Đắp chừng tỏi. Tỏi ơi.
nên là chị thấy xe bị lỗi thì sau đó là hạ tim mà bô lô vô đây nha. Nó tỉnh quá mấy bạn ơi, mấy bạn coi đâu nè. Tôi sẽ bình phục trở lại. Nếu mà được con sư tử đó nha là tôi qua tôi đấm ăn nha luôn nha mọi người, nha mọi người. Trời ơi, bắt đầu dậy luôn, lại anh rồi lắm này luôn. Rồi chiến này là vô form rồi, chiến này là giàu rồi. Chiến này là tăng phô lô dầm dầm luôn á cho mi. Cảm ơn nha. Trời ơi, tôi bị gì bao vòng đem tôi ra câu like câu view luôn á hả? Ôi có đem ra câu like câu view đâu, tôi giúp bà trở nên gọi là lấy lại công bằng mà. Trời ơi, tôi không biết nói gì với ông luôn á, tôi thua ông luôn á, da gà lách. Trời ơi, tôi giúp bà vậy mà bà không cảm ơn tôi rồi, bà còn nói tôi nghĩ thiệt á. Bà bị đấm là đúng rồi. Ôi, ông vậy luôn á. Giúp vậy rồi, con chửi nè. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, tôi đi làm chồng quốc dân các bạn rồi. Ôi, trời ơi, vừa đó đi làm. Nghe nói bà bị đánh à. Dạ, anh bà, tôi bị đánh bà mát luôn nè. Ai là người đánh vậy? Đi Hà, tôi buồn quá. Tôi đi Hà đúng không? Ok, đợi tôi một xíu. Vậy mày còn hỏi gì vậy mày? Ông ngoài đánh tôi mà con mắt người còn nói gì đó. Ai tôi ngồi chơi game rất chi là bình thường nha, tôi không có đánh bầm con mắt nha, nói là bậy bạ vậy. Ôi tôi đâu nói gì bậy đâu, đánh tôi bầm mắt mà tôi. Chứ tôi... con mắt của giùm mày ở đâu ra, không lẽ tao đấm mày? Không, đâu. Ừ, vậy là mày đấm thì sao? Sao thì anh ba đấm tôi được. Như vậy mày cũng nói được nữa hả? Ừ. Ơi, lỡ thằng H1 H4 đấm thì sao chứ tao mà bao giờ mà đấm như vậy mày đi khùng mà. Thằng này đấm đúng không? Đúng rồi, vậy da đấm tôi á, da anh ba. Đó, mày còn gì để nói không? Ơ, nhưng mà bà chơi gì chơi kỳ cục vậy, tôi có làm gì đâu. Ông có làm gì đâu ơi, vậy anh ba thả ông xuống đi để tôi nói vài lời với ông, với anh ba. Thả nó chạy đó, nói đi, tôi cầm nó về đây. Tôi nói chồng cố ý trả thù ông á. Ê, giấm mi có ý trả thù nè, giấm mi có ý trả thù nè. Ở đâu á, đâu ơi, anh ba ơi, anh ba. Mày đánh người ta vậy mà mày coi có ý trả thù. Tại vì tao không mua Labubu cho Jimmy, nên Jimmy trả thù tao bằng cách làm cho bầm tím như vậy đó. Không có luôn á, tôi đâu có dành đâu. Tôi đâu có tôi bầm tím vậy đúng không á, bộ có lộn thì anh ba. Bây giờ bà muốn tôi xử Hiha này như nào đây? Trời ơi, tôi cay thiệt chứ, tôi có làm đâu. Bà nội dâm bà chơi khốn nạn vậy. Thả ra. Giúp tôi cho Hiha bằng con mắt đi. Cho Hiha bằng con mắt lại hả? Đúng rồi. Thôi tôi có ý này hay hơn nè, để tôi làm cho. Tôi lăn không?